tự tánh chẳng vấy, chẳng si, chẳng đoạn, niệm niệm quán chiếu bát nhã, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, phân nghịch đều được, có gì để lập. Tự tánh tự ngộ đốn tu cũng chẳng thứ tự, cho nên chẳng lập tất cả pháp, các pháp tịch diệt đâu có thứ lớp. Tức là đã ngộ triệt để rồi thì tự do tự tại, là tùy theo ứng dụng thôi chứ không có lập. Nếu lập thì không phải là tự tánh rồi, mà tự tánh thì chỉ theo ứng dụng. Giống như các vị đến gương thì gương liền hiện, nếu mình cười thì gương cũng cười, và nếu các vị khóc gương cũng khóc, phải không? Cho nên đó là cũng có cái bài kệ đó, nhãn quá trường không, tức là nhãn bay trên không, ánh trầm hàng thủy, tức là bóng chìm đáy nước, nhãn vô di tích chi ý, tỷ vô lưu ảnh chi tâm, tức là con nhãn nó không có để bóng của nó dưới nước, mà nước cũng không có giữ bóng con nhãn để làm gì đó. Cho nên người đã triệt ngộ rồi thì ứng dụng tự tại, không có ngăn trệ, nó lập cũng được, không lập cũng được, mới gọi là người kiến tánh. Còn chúng ta đó thì muốn như tổ sư thì bắt buộc chúng ta phải tu thôi, mà tu thì có nhiều pháp, nhưng mà nếu người niệm Phật thì phải có chánh niệm, niệm cho đến vô niệm, rồi tham thiền thì tham đến vô tham mới tương ưng được. Rồi á, chế thành lễ bái, việc làm thị giả, hầu hạ sớm chiều, giống thời Đức Phật phải không? Vua Tịnh Phạn là nghe con mình nó thành Phật rồi mới sai sứ giả đi đi thỉnh, mà chính vị sứ giả đến thì người nào cũng nghe Phật thuyết pháp đều chứng quả là hán sinh Phật xuất gia. Thì Lục Tổ Vệ Năng là sai ngài Chí Thành và đến nghe để rồi ghi nhớ về, là trình lại cho ta nghe, rồi qua là lời giải thích của tổ thì đã tỏ ngộ rồi, là nguyện làm thị giả suốt đời theo học tổ luôn. Rồi chúng ta tiếp tục tăng trí triệt, họ Trương tên Hành Xương, người ở Giang Tây, ở nhỏ là tánh tình hào hiệp. Lúc ấy Nam Bắc chia ra hai tông, tuy Lục Tổ và Thần Tú Đại Sư không phân biệt vị thử, tức là ta và người đó, nhưng đồ chúng lại cạnh tranh đối với sự tranh lòng ưa ghét. Môn đồ bên Bắc Tông tự lập Thần Tú làm tổ thứ sáu, lại sợ người đời biết được sự truyền y của Ngũ Tổ, nên sai Hành Xương đến ám sát Lục Tổ. Sư Tâm Thông đã biết trước việc này, rồi bèn lấy 10 lượng vàng để nơi ghế ngồi. Lúc tối Hành Xương lén vào thất muốn ám sát, rồi tổ đưa cổ cho chém, Hành Xương cầm kiếm chém 3 lần chẳng gây thương tích. Tức là đâu, rồi tổ tiếp, tổ nó tiếp nào: chánh kiến thì chẳng tà, mà tà kiến thì chẳng chánh. Chữ kiến với chữ kiến khác, tức là khác khác chữ mà đồng âm, khác chữ mà đồng âm. Rồi tổ nói tiếp là: chỉ nợ ngươi vàng chẳng nợ ngươi mạng. Hành Xương kinh sợ ngã xỉu, một hồi lâu mới tỉnh dậy, ăn năn cầu xin sám hối, bèn xin xuất gia. Sư đưa vàng và dặn rằng: ngươi hãy đi, sợ đồ chúng biết được sẽ sát hại ngươi, để ngày khác ngươi thay đổi hình dạng rồi trở lại đây, ta sẽ tỏa nguyện cho. Hành Xương nghe lời, nửa đêm trốn cao đi nơi khác và xuất gia. Tức là ngài bảo thôi, bây giờ là không có được, ông phải đi nơi khác đi, rồi thay đổi hình dạng rồi trở lại đây ta sẽ đổ cho.
thì hành xương đi nơi khác đã xuất gia. Và trải qua nhiều năm, là một hôm nhớ lời dặn của lục tổ, bèn từ xa đến thăm lễ. Tổ nói: ta chọn ngươi đã lâu, sao đến trễ vậy? Rồi hành xương nói: ngày trước được hòa thượng xá tội, nay dù xuất gia khổ hạnh, nhưng khó mà báo ơn, chỉ mong được hòa thượng truyền dạy pháp để độ chúng sanh, để tử xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu cái nghĩa thường và vô thường, xin hòa thượng từ bi giải thích sơ lược. Tổ nói: vô thường tức Phật tánh, có thường tức cái tâm phân biệt tất cả pháp chuyển ác vậy. Hành xương nói: lời của hòa thượng rất nghịch lời kinh văn. Tổ nói: ta được truyền tâm ấn Phật, đâu dám nghịch với ý kinh. Hành xương nói: kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho đến bồ đề tâm đều là vô thường, hòa thượng lại nói là thường, ấy là trái nghịch nhau, khiến đệ tử lại xin nghi ngờ. Tổ nói: xưa kia ta nghe đi vô tận tạng tụng kinh Niết Bàn qua một lần, bèn vì ni giải thiết chẳng có một chữ nghĩa không đúng với trong văn trong kinh, cho đến nay ngươi thuyết trước sau chẳng khác, vì ngươi mà nói trước sau chẳng khác. Hành xương nói: đệ tử căn tánh ngu muội, xin hòa thượng thay thị tỉ mỉ. Sư nói: ngươi biết chăng Phật tánh nếu thừa còn, nói gì về các pháp thiện ác, cho đến tận kiếp cũng chẳng có một người phát bồ đề tâm, nên ta nói vô thường, ấy chính là cái đạo chân thường do Phật nói vậy. Hơn nữa, tất cả pháp nếu vô thường thì mỗi mỗi đều có tự tánh riêng biệt để lãnh thọ sanh tử. Vậy tánh chân thường khắp nơi lại có chỗ thiếu sót, nên ta nói thường, ấy là cái nghĩa chân thường của Phật. Phật vì kẻ phàm phu tà đạo chấp nơi thường, những người nhị thừa từ nơi thường suy ra vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo, nên trong kinh Niết Bàn liễu nghĩa đã phá thiên kiến của họ để tỏ bài tứ đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ngươi nay lời trái nghĩa, lấy đoạn diệt vô thường và chấp là thường cố định mà hiểu lầm lời nói trước sau viên tròn vi diệu của Phật, dẫu cho xem kinh ngàn lần có ích gì? Thành xương quát nhiên đại ngộ, nói kể rằng: vì giữ tâm vô thường, Phật nói tánh vô thường, có thường. Kẻ chẳng biết phân tiện, như mò sói, sói tưởng vàng, nay ta chẳng tác ý, Phật tánh tự hiện tiền, chẳng phải do thầy cho, ta cũng vô sở đắc. Sư nói: nay ngươi đã triệt ngộ, nên đổi tên là Chí Triệt. Chí Triệt lợi tạ lui ra. Ở đây có lời bàn, tức là giải thích cho người ta hiểu thêm.
lời của chư Phật, chư Tổ chỉ tạm dùng để phá chấp. Nói thường là để phá chấp vô thường, nói vô thường là để phá chấp thường, chứ không phải nghĩa thật. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói, hễ cho lời nói, tức là hễ có lời nói đều chẳng có nghĩa thật. Phẩm tựa đã chỉ rõ Phật tánh phi thường, phi vô thường. Do đó, mặc dù Tổ nói, Phật tánh phi thường, phi vô thường. Do đó, mặc dù lời Tổ với Phật trái nghịch nhau, nhưng ý Tổ, ý Phật chẳng khác nhau là vậy. Tức là lời nói của Phật là thường, thì Tổ nói là vô thường. Phật nói là vô thường, thì Tổ nói là thường. Thì á, chính lời nói như thế là làm cho cái ngại là hành xương á, mới khởi cái tâm nghi, là mới cãi lại đấy, là Ngài nói là trái ý của Phật. Chính như thế thì qua cái lời giải thích của cô Tổ thì Ngài hành xương mới là triệt ngộ được. Và ở đây để biện minh cho lời của Phật và Tổ đó có chỗ sai biệt, nhưng mà ý không có sai, là ở cái chỗ này. Tổ thấy môn đồ các tông tụ tập với pháp tòa đều khởi ác kiến, vấn nạn, sư thương xót cho họ, nên bảo rằng người học đạo cần phải giúp trừ cho sạch tất cả những thiện niệm ác niệm, cho đến chẳng còn chỗ để gắn tên, rồi lại gắn tên nơi tự tánh. Tự tánh vốn bất nhị, gọi là thật tánh. Từ nơi thật tánh mới kiến lập tất cả giáo môn. Như vậy pháp môn của các tông dù có sai khác, nhưng đều cùng xuất phát từ một nguồn, vốn chẳng cao thấp. Người học đạo chớ tranh giành hơn thua mà trái với đạo. Còn pháp đốn giáo này thì cần phải ngay đó tỏ ngộ, rồi tự thấy mới được. Đại chúng nghe xong định lễ nhờ sư, thờ sư làm thầy. Tức là Tổ nói rõ ràng là pháp chẳng có đốn tiện, chẳng nên là hơn thua. Nếu hơn thua là chẳng phải rồi. Cũng như hồi nãy tôi tạm ví dụ á, tại sao người ta đi thi ở nơi cái luận án á, thì người là điểm cao mà người là điểm thấp, mà người thì là không đậu nữa, phải thi lại nữa. Từ ở nơi đại học đều như thế, mà nếu mà là có 4.5 thì làm sao đậu, mà quy định là nhiêu phải 5 điểm. Bác sĩ, y sĩ, tất cả các cái là tức là kỹ sư, rồi là gì, bên giáo dục, tức là phải có bên sư phạm. Nói tóm lại tất cả các môn, tại sao là người ta làm 5 điểm mà mình có 4.5 một môn. Một môn là không đậu rồi, phải thi lại thôi. Là do nơi nhận định của chính mình, có nhanh, có chậm, có cao, có thấp. Nhưng mà dạy thì cùng một thầy. Ở Điền Kinh đó, chạy, nhảy, bơi, tất cả. Và tại sao là khi mà thi đó, để mà người thì là điểm cao, người thủ khoa, người lại là điểm thấp. Pháp của Phật cũng thế. Lời Phật nói ra thì cái sự nhận định có chỗ sai, sai biệt. Tại sao có lời dạy của Ngũ Tổ thì Ngài á, Thần Tố nhận định lại khác, rồi Lục Tổ Huệ Năm nhận định lại khác, rồi đến cái thời điểm nó đã đến rồi đó, thì Tổ bảo mọi người phải làm bậc bài kệ trình cho Ngài xem. Nếu mà hợp ý thì giờ là Ngài truyền pháp và tuyên bố là làm Tổ thứ sáu. Và đại chúng người nghĩ rằng là thôi thì mình không làm kệ, bởi vì Ngài Thần Tú thì là thầy của mình, rồi trước sau á thì cũng đắc pháp thôi, sau này là mình chỉ Ngài Thần Tú được rồi.
Ngài Thần Tú thấy đại chúng là không có làm kệ, bởi vì mình là thầy của họ rồi, và bây giờ mình làm kệ đó thì giờ để cho thầy biết ý chí của mình cao thấp thôi, chứ ngài cũng khiêm nhường, không có mong làm cái cương vị tổ thứ sáu. Mà chúng ta biết đó, ngài đã làm kệ xong rồi mà đến cái trưởng thất của ngũ tổ đó mấy ngày, 3 ngày mà tới 10 mấy lần, mà đến trước cửa rồi thì thôi lui không dám trình kệ. Đây là cái bệnh chung ngày nay á, thì là cũng có cái nhiều vị đi học học làm dân sư, mà khi lên tòa giảng á, thì lúc mà soạn bài thì đâu đó nó rõ ràng rồi, nhưng mà lên gặp 5-6 vị giám khảo ngồi đó thì mình trình bày lại là lộn xộn, có phải ho dở. Nhưng mà khi đến khắp tòa rồi đó, tự nhiên là mình mất bình tĩnh rồi, giờ nói năng thì là cuối cùng là hạng C, tức là chia ra làm ba cột A, B và C. Lẽ ra thì mình có là run rẩy và nói năng có lẩm cẩm gì đi nữa thì cũng ở hạng B chứ, nhưng mà rất tốt hạng C do cái trình bày khốc quá. Có nhiều vị lên đứng trình bày và nói có 5-3 câu rồi quên hết, từ sinh là xuống thôi, xuống cũng hạng C. Cái này tức là có nhiều năm tôi làm giám khảo là mới chứng kiến cái này. Thấy có nhiều vị là ướt đẫm mồ hôi, áo ướt hết, mà lúc còn ngồi ở dưới thì chưa kêu tên tới mình đó, thì áo ướt đẫm mồ hôi rồi. Thì cái trường hợp của Ngài Thần Tú cũng là như thế, do đó tổ đã biết trước cho nên là lập cái hành lang, cơ thợ xây hành lang rồi mời họa sĩ đến để vẽ kinh lâm già biến tướng và quét mạch ngũ tổ, tức là cái quét mạch ngũ tổ đồ. Thì cái kinh lâm già biến tướng là giống như ngày nay á, là chúng ta thấy cái gì có không, tức là chú đại bi á, thiên thủ thiên nhãn thì hình ra một cái vị thần, phải không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni, tức là có 2-3 vị thiện thần rồi. Mà cái kinh tức là chú đại bi bao nhiêu chữ, có mấy trăm chữ thôi, phải không? Mà xuất hiện có bao nhiêu vị thiện thần, rất là nhiều vị thiện thần, phải không? Thì cái ý của ngũ tổ đó tức là ngài phải dùng cái phương tiện này để mà tiếp dẫn người sơ cơ, có người tối thượng thừa, có thì ai người tối thượng thừa, có phải giờ lục tổ quen năng không đó. Rồi ngài Thần Tú thì viết bài kể thật là cái bồ đề, mà bài kể này không phải dở, văn chương chữ nghĩa đều là rất là xuất sắc, nhưng mà nó còn hình tướng, còn ví dụ thân là cái bồ đề, tâm là cái đài gương sáng, rồi là muốn cho là đừng dính bụi á, bây giờ có hình tướng đương nhiên phải có dính bụi, mà tâm mình á thì đương nhiên phải có vọng tưởng rồi. Khi mà đang tham thiền đời khởi câu thời đầu, đôi khi là vọng tưởng nó cũng xen kẽ vô chứ, mình chưa thuần nhất là câu thời đầu đâu, chưa thuần nhất là câu niệm Phật đâu. Nhưng mà Phật và tổ khuyên chúng ta là niệm Phật thì phải đến vô niệm, mà tham thiền thì phải đến vô tham, mới gọi là chân tham. Mà thời xưa đó, lịch đại tổ sư các ngài mà ra hoằng hóa tổ sư tiền đó, phải là người kiến tánh, vì có kiến tánh mới biết được cái tâm thức của cái người học đạo vướng chỗ nào. Thì lần này khi thành đến pháp tội của ngũ tổ và lục tổ Việt Nam, ngài biết là người trộm pháp, rồi ngài cũng biết được hành xương đến hành thích rồi đưa tổ cho chém, nhưng mà chém không đứt. Rồi đó là nói rằng ta nợ vàng chứ không có nợ mạng,
nghe qua lời nói là xỉu liền, là một kinh khách mà. Một kinh khách đâu có run sợ trước đối thủ, nhưng mà chém không đứt thì đương nhiên phải run sợ, phải xỉu thôi. Rồi là tổ chỉ dạy thôi, ngày, ông đi đi, ngày sau đổi hình tướng, đến đây là tiếp dẫn. Do có duyên á, cho nên là thành tích không được, rồi sau nghe lời tổ dạy thì được minh tâm kiến kiên tâm. Cho nên tổ nói đó, là chân ngữ là thật ngữ, lời của tổ nói là không có hề sai biệt, mà lời Phật nói cũng không hề sai biệt. Bởi vì á, chúng ta có cái gì 84.000 chứng bệnh, thì Phật nói có 84.000 cái pháp, thấy không? Phật nói á, kinh Vu Lan để cho ai? Cho ngài một kiện liên. Mà nếu người tu mà không có hiếu á, thì không phải người tu rồi, thấy không? Cho nên người tu phải có hiếu. Cho nên chỉ dạy ngài một kiện liên về kinh Vu Lan, và Phật là lại đóng xương khô để cho ngài A Nan thấy. Nếu mà Phật không thể hiện như thế đó thì làm sao độ được thiên hạ? Cho nên Phật độ ai? Độ vua cha, phải không? Chính lần sư giả đi tỉnh thì chính lần sư giả đều phát tâm xuất gia chúng và A-la là hả? Lần thứ 10 đủ duyên Phật trở về trên vườn giường bệnh của vua cha và nói pháp vô thường, phải không? Làm cho vua tịnh phạn cũng chứng quả. Còn nếu mà về sớm đó thì vua tịnh phạn chắc chắn là không thể là chứng quả đâu, nhưng mà đợi cơ duyên hội đủ. Cho nên đó, Phật nói pháp là vô kiến vô dư, tức là không thiếu cũng không thừa. Rồi đó, là đến vườn nay thì nói tứ đế, thấy không? Rồi đó, là ở nơi trường hạ thì giờ là để cho ngài Văn Thù an cư mấy điểm và hội họp, và ngài là ca diếp phải đuổi ra. Và khi cầm cái dùi nó lên thì nhắc không nổi hiện vô số văn thù, thì Phật nói ngài ca diếp đuổi văn thù nào. Rồi đến cái pháp hội Linh Sơn, Phật đưa cành hoa thì ngài ca diếp miệng mượn cười với Phật có pháp, tức là từ là phàm phu cho đến tối thượng thừa Phật đều chỉ dạy, không bỏ sót một căn cơ nào hết. Tôi gọi là Phật lịch đại tổ sư các ngài trước pháp thì đó là có tài kiến thánh rồi, và tùy duyên các ngài mỗi một người đều chỉ dạy khác nhau. Mà tổ đối với thị lão mà đó hỏi ý tổ sư từ Ấn Độ sang như thế nào, thì tổ bảo ông phải lễ bái đi. Thế lão lâm không lại một cái là tổ đạp một cái lăn nhào và đứng dậy vỗ tay cười, tức là đã tổ ngộ. Cái người này là phải đạp cho lăn nhào. Rồi á, mà tổ dẫn ngài là Bách Trượng đi xe ra ngoài dạo cảnh, thấy bầy le le bay qua, tổ hỏi gì đó, cái bầy le le đâu rồi? Bay mất rồi. Nắm lỗ mũi dặn một cái, nó đâu từng bay mất, tổ ngộ liền. Tức là tổ thì cũng là tùy duyên theo người, người phải đạp lăn nhào, người thì phải là hét, người phải là mắng chửi, người phải nhéo lỗ mũi, tức là tùy theo cái bệnh của người mà chỉ dạy thành tựu đạo nghiệp. Cho nên đối với thiền đó, tổ sư ra hoằng quá, các ngài đều là minh tâm kiên tâm hết. Cũng như bác sĩ học tốt nghiệp có cho ra mở phòng mạch không? Phải không? Phải mất mấy năm học, rồi là phải mấy năm phục vụ trong bệnh viện, rồi mới ra mở phòng mạch chứ. Nếu mà không có phục vụ ở trong bệnh viện á, thì giờ mở phòng mạch xin phép mở cho không? Đâu có cho, phải không? Cho nên tổ sư chứng tánh mới ra hoằng pháp. Ngày nay
Ngày nay là từ người kinh thánh thì mình không thấy, dẫu có mình biết thì các ngài cũng đâu còn ở cuộc đời này. Còn ngày nay chúng ta chỉ là cái người giới thiệu thôi, cho nên đó là cái đạo tràng của tổ sư thiền ngày nay đó là chúng ta giới thiệu với nhau thôi. Người biết giới thiệu với người chưa biết, người đi trước giới thiệu với người đến sau, chứ làm vậy thôi, chứ không có là biết sao mà nói, phải không? Mà nếu mà ngày nay không giới thiệu đến các vị đó thì là tổ sư thiền phải về đâu, phải không? Về đâu? Cho nên tôi thường nói đó, giới thiệu với các vị là để gieo duyên cho đời sau. Đời sau lên là các vị gặp lại các vị là tu tiếp, làm cho chánh pháp trường còn. Bởi vì Phật tổ đã nói là chánh pháp vạn tạng của ta đó hãy giữ gìn, đừng để đoạn dứt, mà lưu truyền cho người đời đời sau. Dù là phàm phu nhưng mà mình theo cái cương vị của phàm phu giới thiệu với nhau, sách tấn với nhau, cho nên làm gì thì làm. Cho nên các vị là luôn nhớ là đề khởi câu khởi đầu có nghi tình, mà các vị có nghi tình rồi thì đi giữa cuộc đời này dù chưa được gì nhưng mà mình cũng được là tự tại một chút xíu, mình bớt đi những cái phần lao phiền não. Và đến đây kính chúc các vị luôn có nghi tình tâm tâm thường an lạc. Và chúng ta nghĩ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Nam vô tận thể nguyện và Pháp môn vô lượng thể nguyện Phật đạo vô thượng thể nguyện.